những tờ báo làm nên tên tuổi của nhà báo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy vinh quang, Bác Hồ luôn gắn bó với báo chí. Bác coi báo chí là phương tiện để vận động, tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức thực hiện mục tiêu cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả nhất. Tờ báo cách mạng đầu tiên do Bác sáng lập là Le Paria, có nghĩa là người cùng khổ. Đây là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa, là tổ chức được Bác lấy tên là Nguyễn Ái Quốc cùng một số chính khách thành lập. Le Paria thực thi tinh thần giải phóng con người. Số đầu tiên xuất bản vào ngày 1 tháng 4 năm 1922. Nguyễn Ái Quốc trở thành trụ cột của tờ báo khi vừa là chủ nhiệm đồng thời là chủ bút, họa sĩ biếm họa, thợ ảnh, thủ quỹ, phát hành lẫn bán báo. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc bí mật trở về Quảng Châu, Trung Quốc, tổ chức huấn luyện cán bộ cách mạng thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Tại đây, người sáng lập báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận, số đầu tiên ra mắt vào ngày 21 tháng 6 năm 1925. Tháng 12 năm 1926, Bác lập ra báo Công Nông cho giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam. Tháng 2 năm 1927, Bác sáng lập tờ báo Lính Cách mệnh dành cho đội ngũ chiến sĩ cách mạng. Mùa thu năm 1928, Nguyễn Ái Quốc bí mật đến Thái Lan. Người gốc Ý đổi tên báo Đồng Thanh của Việt Kiều thành tờ Thân Ái. Nguyễn Ái Quốc cũng tham gia viết bài và chỉ đạo cho tờ báo này. Ngay trong năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Bác sáng lập ra tạp chí Đỏ, số xuất bản đầu tiên vào ngày 5 tháng 8 năm 1930, đồng thời là người chỉ đạo và cộng tác viên mật thiết của các tờ báo Búa Liềm, Tranh Đấu, Tiếng Nói của chúng ta với nhiều bút danh khác nhau. Đầu năm 1941, sau khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Minh và sáng lập báo Việt Nam Độc Lập ở căn cứ địa Việt Bắc. Báo Việt Nam Độc Lập đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền cổ động, tổ chức nhân dân và các đoàn thể cứu quốc trong mặt trận Việt Minh để chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Năm 1942, người chỉ đạo thành lập báo Cứu Quốc đã đẩy mạnh tuyên truyền cổ động, tổ chức nhân dân và các đoàn thể cứu quốc trong mặt trận Việt Minh nhằm chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Suốt hơn nửa thế kỷ gắn bó với báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một sự nghiệp đồ sộ với trên 2.000 bài viết và hàng trăm bút danh khác nhau đăng ở nhiều tờ báo trong và ngoài nước bằng tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Hán, tiếng Nga và cả tiếng Anh với chủ đề đa dạng, sinh động, văn phong vừa độc đáo vừa gần gũi, dễ hiểu luôn chiếm được sự mến mộ của bạn đọc. Bác đã gắn liền với sự ra đời của chính tờ báo là Người Cùng Khổ 1922, Quốc tế Nông dân năm 1924, Thanh niên 1925, Công Nông 1925, Lính Cách mệnh 1927, Việt Nam Tiền Phong 1927, Thân Ái 1928, Đỏ 1929, Việt Nam Độc Lập 1941 và Cứu Quốc 1942. Là người khai sinh, thực hiện, định hướng, bảo trợ và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam, Bác cũng chính là người đưa ra các tư tưởng, phương pháp báo chí mới mẻ, tiến bộ mà phù hợp với phong trào báo chí cách mạng lẫn báo chí hiện đại trên thế giới. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để không bỏ lỡ những thông tin thú vị nhé. Xin chân thành cảm ơn.